Xin chào cả nhà, xin tự giới thiệu, em là An, đến từ đơn vị HTX Dao Phúc Sen. Hôm nay em sẽ mang tới cho cả nhà mình một chương trình tri ân bộ dao CB91 của HTX Dao Phúc Sen nhé cả nhà mình nhé. Bộ dao này của em gồm có 3 món: một dao chặt gà, một dao chiên thái và một dao lọc được rèn thủ công từ chất liệu thép ống khoan ạ. Đó, rèn thủ công từ chất liệu thép ống khoan nhé cả nhà mình nhé. Chất liệu thép ống khoan thì chắc là cả nhà mình cũng biết rồi đúng không? Đây là một trong số những chất liệu rèn dao không gỉ loại tốt của HTX Dao Phúc Sen ạ. Đó, chất liệu này thì sẽ phù hợp đối với những bác nào mà đang chọn dao mà mình thích dao không gỉ ấy. Mình thích những bộ dao sắc bén nhưng mà lại không muốn bảo quản quá nhiều, không muốn mất công thời gian bảo quản, thì các bác có thể lấy bộ dao không gỉ cho em làm từ thép ống khoan đấy nhé các bác nhé. CB91 của em gồm có 3 món: một dao chặt gà nặng khoảng 500g, một dao chuyên thái và một dao lọc. Dao chặt gà của em, mã của sản phẩm là CG09 ạ. CG09 nha các bác nhé. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 20cm. Bản rộng ở đây thì nó sẽ vào là 9,5cm nha các bác nhé. Độ dày sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 3 ly. Đấy. Cây này thì nó sẽ có trọng lượng vào khoảng 500g. Thiết kế là chuyên dùng để chặt gà vịt này. Các bác có thể dùng để chặt gà vịt, chặt da cầm. Và mình cũng có thể là kết hợp mình băm thịt và mình thái nhẹ được nhé. Mình thái nhẹ được. Mã sản phẩm là CG09, đang có giá bán lẻ là 379.000 đồng ạ. Tiếp theo là đến với cây dao chuyên thái ạ. Mã của sản phẩm là GT09. Con này thì lưỡi dao nó sẽ dài vào khoảng 20cm. Bản rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ là vào khoảng 6cm cho em nhé. Bản rộng ở đây đấy, nó sẽ vào khoảng 6cm này. Độ dày sống dao ở đây sẽ là 1.5 ly. Con này thì thiết kế chuyên thái nhé các bác nhé. Chuyên thái. Tiếp theo ở đây thì tiếp theo là cây dao lọc, mã của sản phẩm là ZL09. Con này phần lưỡi của nó sẽ dài vào khoảng là 15-16cm này. Chiều rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 4cm cho em nhé. Chiều rộng ở đây sẽ vào khoảng 4cm. Độ dày của sống dao ở đây sẽ là 1.5 ly. Đấy, ZL09. Mẫu ZL09 này thì các bác có thể dùng để lọc này. Thứ hai là các bác cũng có thể dùng để gọt được này. Và cái thứ ba nữa là các bác cũng có thể dùng để thái, cắt hoặc là bóc hành tỏi được nhé các bác nhé. Mẫu ZL09 này đang có giá bán lẻ là 279.000. GT09 này thì đang có giá bán lẻ là 299.000. Và CG09 này thì đang có giá bán lẻ là 379.000 đồng. Và trong ngày hôm nay các bác nhé, trong ngày hôm nay thì em sẽ tri ân bộ dao CB91 này, giá sẽ chỉ còn là 680.000 và bao ship ạ. Đó, duy nhất trong ngày hôm nay thì sẽ bộ dao CB91 này sẽ được tri ân là giảm còn 680.000 và bao ship nhé cả nhà mình nhé. Đó, nếu như mà các bác mà đang muốn chọn một bộ dao không gỉ thì các bác có thể lấy luôn cho em cái bộ CB91 này với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn và có bảo hành 1 năm cho cả nhà mình. Các bác có thể tham khảo các sản phẩm khác của bên em ở trên trang web www.daophucsen.vn hoặc là htdaophucsen.com nhé cả nhà mình nha. Để được đặt hàng hoặc là để được tư vấn chi tiết hơn thì các bác cứ liên hệ lại với em qua tổng đài 0987 240 733. Đó, bây giờ thì em sẽ xin phép là em kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các clip sau.